Hoa hậu Phan Kim Oanh và Quang Tèo đến thăm nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Cả hai đều vui mừng khi thấy sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân Công Lý ngày càng tiến triển theo hướng tích cực và mong anh sẽ sớm quay trở lại sân khấu. Chia sẻ lý do vì sao đến giờ nghệ sĩ Quang Tèo mới có thể ghé thăm cô đậu, anh cho biết, tôi và Lý là hai anh em nghệ sĩ chơi với nhau hàng chục năm nay. Nghe tin Lý bị bệnh tôi cũng rất lo lắng, gia đoàn quay tôi cũng thường xuyên hỏi thăm cập nhật tình trạng sức khỏe của Lý. Tuy nhiên, nhà tôi và Lý lại khá xa nhau. Hơn nữa, lịch diễn của tôi luôn dày đặc, thời điểm muốn qua thăm Lý thì Lý lại không có nhà. Vì thế, đến giờ tôi mới có thể sắp xếp được công việc đến thăm Lý. Gặp Lý và thấy sức khỏe của Lý tốt, phục hồi được 90% thế này là điều tôi rất vui. Tôi hy vọng từ giờ đến cuối năm, khán giả sẽ thấy Lý khỏe hơn nữa. Không chỉ mừng vì sức khỏe của Công Lý, nghệ sĩ Quang Tèo còn bày tỏ sự ngưỡng mộ về tình cảm vợ chồng Công Lý. Anh cho biết, khi Lý ốm đau nặng thế này nhưng vẫn có được người vợ, chị Ngọc Hà sát cánh bên cạnh từng phút giây. Điều này chính là may mắn, hạnh phúc của Lý. Tôi chúc Lý và Hà sẽ luôn hạnh phúc, gắn bó cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống. Đến cùng Quang Tèo, còn có Hoa hậu Phan Kim Oanh, được biết người đẹp họ Phan cũng chính là hàng xóm nhà cô đậu. Trước đó, cô cũng nhiều lần sang thăm và động viên nghệ sĩ Công Lý. Theo Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ, khi anh Lý mới chuyển về căn hộ mới, lại là hàng xóm nhà tôi từ năm ngoái nên tôi đã nhanh chóng sang thăm nhiều lần. Nếu so từ năm ngoái đến giờ thì sức khỏe của anh Lý tốt hơn rất nhiều. Điều này khiến tôi rất xúc động, có thể khẳng định sức khỏe của anh tiến triển từng ngày một. Tôi cũng như hàng nghìn người hâm mộ vẫn dõi theo, cầu mong Lý khỏe để trở lại với nghệ thuật. Gặp lại người đồng nghiệp lâu năm là nghệ sĩ Quang Tèo khiến nghệ sĩ nhân dân Công Lý rất xúc động trước tình cảm yêu mến của đàn anh. Còn đối với Hoa hậu Phan Kim Oanh, Công Lý luôn xem cô là người em gái thân thiết. Bởi, chính nghệ sĩ nhân dân Công Lý là người luôn động viên người đẹp họ Phan đến với con đường nghệ thuật. Hoa hậu Phan Kim Oanh cũng chính là người bạn thân lâu năm của bà xã Công Lý, chị Ngọc Hà. Hiện tại, sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Anh đã có thể quay trở lại sân khấu kịch và đóng phim bằng những vai phụ nhỏ.